Chị là tổng đài, chị cũng là tổng đài taxi. Hai chị em với nhau mà. Sao hai chị lừa gạt em? Em lại tổn thương nữa rồi. Sống ở trên đời phải có sự công bằng chứ. Chẳng lẽ nhìn mặt mà đánh giá người ta sao chứ? Đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ, đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Không tin, thử hỏi hai chú mà xem. Đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ, đây đó. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thanh Hà, năm nay con 6 tuổi, con đến từ thủ đô Hà Nội. Ai là người giúp con đi thi? Mẹ con. Mẹ con. Đây là con muốn đi thi hay là mẹ giúp đi thi? Con muốn đi thi. Ừ. Thế con có xem hài không? Con có. Con thường xem hài ở đâu? Con thường xem hài ở Thách Thức Danh Hài. À, Thách Thức Danh Hài. À, thế à? Rồi, đây con diễn một mình hay diễn với ai? Con diễn một mình. Một mình luôn hả? Tự tin làm cho hai chú cười không? Có. Ủa, nhưng mà quan trọng này là bình thường là con uống nước ấy, nó có chảy ra không? Không. Thôi kèn thì không được. răng của con nó làm sao thế? Là con bị gãy hai cái răng. Vì sao? Con ăn kẹo nhiều à? Không, con bị ngáo cái thành cửa. Ngã vào thành cửa. Thức ăn chơi kiểu gì mà ngã vào đấy đây? Hả? Con đi đâu mà con ngã vào đấy? Con đi, con bị vấp vào đấy. À, thế thương nhỉ. Rồi bây giờ mình thi nhá. Vâng ạ. Vâng, vỗ tay cho bạn nè. Con ơi, dạ? Tỉnh chưa? Rồi ạ. À, bây giờ quay mới thấy nè. Tiền đạo đi vắng. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Alo, chị tổng đó hả? Chị tổng đài. Dạ, chị tổng đài ơi, cho em hỏi, sao lúc nãy chị taxi chị giận em vậy chị? Ủa, chị không biết hả? Ủa, sao nói tổng đài cái gì cũng biết mà chị? Chị là tổng đài, chị cũng là tổng đài taxi. Hai chị em với nhau mà. Sao hai chị lừa gạt em? Em lại tổn thương nữa rồi. Trời ơi, bà nhỏ. Hai triệu. Nói được tiếng miền Nam luôn, ghê. Trời ơi, ghê thiệt. Ai vậy? Ai chỉ cho bà nói cái câu này vậy? Ai chỉ con nói? Con xem hài của cô Việt Hương. Trời ơi, thấy thương quá à. Hai chị là tổn thương con trời. Dễ thương quá à. Con có coi hài chị taxi của cô Việt Hương hả? Đâu con nói là chị taxi, nói thử coi nói được không? Chị taxi hả? Chị taxi. Ờ, taxi, cái ti nó hơi nó ra nhiều tại nó không có gì nó cản gió lại. Ti, ừ, nó đi cái ti, ừ. Nó có một lượng nước đáng kể, ừ. Được, không sao con. Dễ thương, con được 2 triệu rồi đó. Dạ. Con đã được 2 triệu rồi. Vòng sau sẽ là 10 triệu. Con có nên hỏi ý với ba mẹ là chơi tiếp hay ngừng lại không con? Con chơi tiếp. Chơi à. Tiếp. Quá dữ. Dữ. Con đã sẵn sàng hay chưa? Rồi ạ. Rồi, 60 giây bắt đầu. Ừ. Chà, dữ ha. Anh có biết cái người anh phải hỏi là ai không? Là ông cố nội vợ anh, có nghĩa là ba của ba là một người rất là tài ba, bởi vì ông buôn ba trong ban nhiều sóng gió phòng ba, giống nuôi ba của ba. Và rồi vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba nước Hàn thứ 300. Trời ơi. Con ơi, 10 triệu thuộc về con. Thuộc cái tuồng của tôi luôn kìa. Một cái điều mà chú Thành nói con nghe nha, không phải ai mà người lớn cũng có thể làm được luôn, chứ đừng nói tới con là con nít. Bây giờ con làm cho một người thuyết phục con nói chậm lại một lần nữa coi nó đúng không nha. Nó thử nè, 2, 3 thử coi nè. Anh có biết cái người anh phải hỏi là ai không? Là cố nội vợ anh, có nghĩa là ba của ba của ba. Ba
Ba là một người rất là tài ba, bởi vì ông buông ba chắc ba nhau sóng gió phong ba giống nuôi ba của ba. Và rồi vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba đứng hàng thứ ba trong việc cung cấp ba số ba cho quán ba. Rồi mai nghỉ diễn luôn, bỏ luôn tuồng khỏi diễn chứ làm gì nữa, giờ nó thuộc từng chữ khủng khiếp thiệt. Mấy bạn nghe kịp không? Khủng ha, cái này là bên fan club nó coi hoài nó thuộc. Mấy bạn nghe kịp không? Kịp luôn, ghê thiệt, quá ghê. Tại vì nói á các bạn phải có nghĩa. Trấn Thành hay cái hài của Thành hay có vụ mà chơi chữ, nói một câu dài như vậy mà không có nghĩa người ta coi người ta bực mình lắm. Đó là cố tình mình nói phải có nghĩa, mà cháu nó thuộc con thuộc hay là con hiểu nó mà con nói thuộc thôi chứ 6 tuổi sao hiểu được. Nhiều khi nó hiểu chứ. Con thuộc. Thuộc á hả? Trời ơi, con thuộc được cái đó là vi diệu đấy. Thuộc mà nói nhanh mà không dấp là với một đứa trẻ 6 tuổi là rất giỏi rồi. Khủng khiếp luôn á. Tại vì cái điều đó nó rất là phức tạp để hiểu. Tại vì tôi nói là ví dụ như là đây là ông cố nội của con. Ông cố nội của con là ai? Là ba của ba của ba. Ba của ba của ba là một người rất là tài ba, bởi vì nó buông ba trước bao nhiêu sóng gió phong ba để ông nuôi ba của ba. Và vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba đứng hàng thứ ba trong việc cung cấp ba ba cho quán ba. Mà nó nói không sai một chữ. Khủng khiếp thật. Ở nhà chắc nát cái iPad rồi phải không con? Không. Hay quá, con làm chú nể quá, thật sự là quá nể. Khủng khiếp đấy. Rồi, con 1 triệu like. 10 triệu rồi. Vòng tiếp theo của con sẽ là 20 triệu. Nhưng nếu con thất bại sẽ mất 10 triệu hiện tại. Con quyết định đi tiếp hay là ngừng lại? Con được quyền hỏi ý với lại người thân của mình. Con thi tiếp. Rồi. Tự tin, ở nhà cháu chuẩn bị 4-5 cái sẵn rồi. Ghê quá. Tiếp con, vô. Sẵn sàng chưa con? Vâng ạ. Và 60 giây của con bắt đầu. Trời ơi, tại sao vậy? Người ta là em bé, tôi cũng là em bé. Người ta đi thi thách thức danh hài, tôi cũng đi thi thách thức danh hài. Chẳng qua mà họ đẹp, họ sang, họ sạch sẽ, vi diệu. Còn mặt tôi chỉ vì mất 2 cái răng cửa nên cái mặt nó mới ngu như vậy. Nhưng mặt ngu đâu có tội đâu chứ. Sống ở trên đời phải có sự công bằng chứ. Chẳng lẽ nhìn mặt mà đánh giá người ta sao chứ? Đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ, đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Không tin, thử hỏi hai chú mà xem. Đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ, đó. Có khi nào con hỏi tới sáng mai không? Hả? Có đó, ngày nào hết giờ. Đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ. Vậy làm tới. Ừ. Nó làm mọi chuyện. Ừ. Hồi nãy chú hỏi nè, nếu mà sau cái vụ mà đúng không chú mà chú Thành không cười thì con có hỏi khán giả không? Để bây giờ làm hết cho coi nè. Nếu mà đúng chú, nếu chú Thành không cười sao nữa? 2 3 tiếp. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Có hai chú làm chứng cho con rồi, đúng không chú? Nó tự luôn này, đúng không chú? Nó rồi. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đáp bảo rồi mà. Đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ. Thấy chưa? Mà nó làm như vậy mà không cười là không biết sao luôn á. Quá giỏi, thông minh.